Sám văn. Đại chúng nên biết, thiện ác như hai bánh xe lăn chưa từng tạm nghỉ, quả báo cũng tiếp nối xoay dần không dứt. Sang quý bần tiện tùy nghiệp tạo ra, đều do gieo nhân nên mới chiêu quả. Vì vậy kinh nói: làm người giàu sang, quốc vương trưởng giả, là do đời trước lễ bái phụng sự Tam Bảo. Là người đại phú, là do đời trước bố thí. Làm người sống lâu, là do đời trước giữ giới bất sát. Làm người xinh đẹp, là do nhẫn nhục. Làm người có tài sáng suốt, hiểu rộng thấy xa, là do tu trí huệ. Làm người có âm thanh trong trẻo, là do hay ca vịnh tán thán Tam Bảo. Làm người sạch sẽ không bệnh, là do có từ tâm. Làm người cao lớn xinh đẹp, là do nhân khiêm cung. Là người thấp lùn, là do tánh kiêu căng khinh người. Làm người xấu xí, là do hay sân giận. Làm người ngu si, là do không chịu khó học hỏi. Làm người đần độn, là do không chịu dạy bảo người. Làm người câm ngọng, là do đời trước hay nói lời dối gian, hủy báng Tam Bảo. Làm người hạ tiện, bị kẻ khác sai khiến, là do đời trước mắc nợ người không trả. Làm người da đen xấu xí, là do đời trước ngăn che ánh sáng quang minh của Phật. Giải thích. Để ấn chứng câu làm người đại phú là do bố thí mà được, tôi xin kể câu chuyện Phạm Trọng Im. Lúc Phạm Trọng Im 2 tuổi thì cha mất. Mẹ ông do nhà nghèo nên bất đắc dĩ phải tái giá. Khi ông tạm lớn chút, hiểu việc rồi, liền gạt lệ từ biệt mẫu thân, đến ở nhờ nơi Phật tự khổ học. Cũng nhờ thiện duyên này mà từ nhỏ sớm được nghe Phật Pháp. Nhờ ốc cần khổ phấn đấu siêng năng học tập, lớn lên lại có tính ưa bố thí hành thiện, rộng gieo phúc điền. Lúc ông làm quan thì lo tu sửa chùa, cúng dường chư tăng tại xứ đó. Hồi Phạm Trọng Im còn ở chùa học tập, từng phát hiện ra cái hầm chôn dấu vàng trong chùa, nhưng ông không chiếm lấy mà cho lắp che lại như cũ, chẳng lấy một tơ hào. Đến lúc ông ra làm quan, khi tăng chúng cần trùng tu chùa hư nát cầu cứu ông, ông mới bảo tăng nhân trong chùa hãy lấy vàng này ra tu bổ tự viện. Vào cuối đời, ông lại hiến nhà mình cho tự viện, bổng lộc mấy mươi năm dành hết vào việc tạo phúc điền, hành thiện tích đức. Ông từng thiết lập nghĩa điền để cung cấp nuôi dưỡng 300 hộ con em nhà nghèo. Khi ông nghe thầy phong thủy nói nhà ông tại Tô Châu có phong thủy tốt, đời con cháu ắt sẽ làm nên chức công khanh, thì lập tức cho đổi nhà này thành trường, thu nhiều con em đến học, lấy đây làm cơ sở giáo dục đào tạo nhân tài cho quốc gia. Tục ngữ nói giàu không quá ba đời, nhưng gia tộc Phạm Trọng Im lại hưng dưỡng đến 800 năm. Bốn con của Phạm Trọng Im không những quý hiển đến chức công khanh, có đạo đức tột cao, mà còn luôn noi theo phong cách của cha, xã tài cứu đời, con cháu họ làm quan tại triều, nhiều đời không dứt. Nhân quả báo ứng chân thật không dối, như bóng theo hình, chưa từng đình chỉ. Hôm nay chúng ta được tướng mạo cao đẹp, giàu sang phú quý, đều nhờ nhân lành đời trước đã gieo, nên mới chiêu cảm quả tốt như thế. Chỉ có người y theo Phật Pháp tu hành mới có thể chuyển biến mệnh vận không tốt của bản thân. Chẳng phải đời nay tu đến đời sau mới có thể chuyển, mà là tùy theo sự minh lý của bản thân và mức độ đoạn ác tu thiện mà mệnh vận sẽ bắt đầu phát sinh thay đổi ngay trong hiện tại. Không những ác bệnh tiêu, sự nghiệp thuận lợi, mà ngay cả dung mạo, thân thể, địa vị đều có thể chuyển biến. Thường giảng Phật Pháp, da đen sẽ dần biến thành trắng. Thường niệm Phật, xướng danh Phật, có thể khiến âm thanh chuyển thành hay, dễ nghe. Người thường dùng hoa tươi cúng Phật, dung mạo sẽ đổi thành mỹ lệ trang nghiêm. Người ác cũng sẽ đứng xa mà kính. Hiện nay trong nước,
Tôi nghe kể không ít người nhờ ăn chay tụng kinh Địa Tạng, tuy bệnh hoạn cũng chẳng trị lại không cánh mà bay. Còn có nhiều thai phụ vì thai nhi tụng kinh Địa Tạng, thải đều sinh con dễ dàng, hài nhi có dung mạo xinh đẹp, khỏe mạnh, thông minh như ý. Bạn đừng cho đây là chuyện thần thoại hay là chuyện quan tưởng, không tưởng. Xin hãy tìm xem các cuốn Báo ứng hiện đời, những chuyện tôi kể ghi trong đó toàn là người thật, việc thật. Được người trong cuộc đồng ý, tôi xin đăng thư một vị độc giả cư sĩ gửi cho tôi, mục đích là để chư pháp lữ và người có nhiều bệnh hiểu rõ nhân quả, nghiêm túc tuân giữ ngũ giới, dứt mặn ăn chay, chí thành sám hối các tội đã làm. Như vậy mới có thể tu hành chánh đạo, khiến ác bệnh hồi phục. Thư này là họ viết cho tôi, nhưng do muốn độc giả tin thư này là hoàn toàn sự thật, nên tôi chép y nguyên văn. Nhưng trước khi in, tôi có cho đổi tên địa điểm và danh tánh thật của người trong cuộc, hầu tránh phiền toái cho đương sự. Hơn nữa, có những từ người viết dành cho tôi quá tán dương, nhưng tôi biết mình rất rõ, nếu không phải do tôi may mắn được gặp Phật Pháp, thì có thể tôi sớm đã đọa địa ngục rồi. Tôi tuyệt không dám nhận những lời này và không dám có chút tâm kiêu mạn tự đại. Sau đây là nguyên văn lá thư. Giáo sư Quả Khanh tôn kính Vạn An. Tôi năm nay 37 tuổi. Vào mùa thu năm 2000, tôi phát hiện ngực mình có khối u. Bác sĩ chẩn đoán khối u đang phát triển sinh sôi. Từ đây tôi bắt đầu chữa trị. Đến mùa xuân năm 2006, khối u nơi ngực tăng lớn dữ và lan đến phía dưới nách. Tôi đi Bệnh viện Nhân dân thành phố khám, kết quả là bị ung bướu tuyến sữa. Ngày 6 tháng 3 năm 2006, tôi nhập viện tiến hành phẫu thuật cắt bỏ ngực, tổng cộng trị liệu khoảng 6 lần. Trong thời gian trị liệu, tôi làm theo lời hướng dẫn của cha mẹ, hằng ngày tụng 10 biến chú Đại Bi và một bộ kinh Địa Tạng. Vào ngày 25 tháng 7 thì tôi quy y Phật môn, đồng thời thỉnh các sư cùng cư sĩ tụng 2 đợt kinh Địa Tạng, mỗi đợt tụng 108 bộ. Nào ngờ đến trung tuần tháng 8 lại phát hiện mình có thêm mấy khối ung bướu nhỏ. Theo như bệnh viện thành phố chẩn đoán là bướu đã lan đến gáy, lập tức phải cho xạ trị các vùng gáy, ngực và phối hợp với uống thuốc. Bác sĩ xác định một khi ung bướu lây lan, muốn trị lành hy vọng không cao, cho dù có xạ trị thì cũng không thể tiêu trừ ung bướu. Lúc này tôi và thân nhân đều kinh hoảng. Tôi như người không còn hồn vía, đang rơi vào hố thẳm tuyệt vọng, cảm giác như tử thần đang từng bước tiến đến sát bên uy hiếp mình. Đã tiêu tốn hơn 8 vạn rồi mà không thể trị lành bệnh. Cha mẹ tôi đều là người tin Phật, niệm Phật. Họ đã nhiều lần nghĩ suy, vì sao đã niệm Phật, tụng biết bao kinh chú, cũng đã tổ chức lễ siêu độ cho các quan gia trái chủ rồi, nhưng do đâu mà không đạt được cảm ứng? Nhất định là chúng tôi đã có làm sai chỗ nào đó. Trong lúc lâm vào đường cùng, tâm rối như tơ, vô phương giải quyết, thì cha tôi sực nhớ đến người bạn đạo là Chu cư sĩ. Ông quyết định dù thế nào cũng phải tìm cho bằng được giáo sư Quả Khanh để cầu ngài giúp đỡ, giải thích cho chúng tôi hiểu nguyên nhân là do đâu. Nhờ nhóm cư sĩ Thượng Hải giúp, cho nên cuối cùng đến hôm 6 tháng 4 thì chúng tôi liên lạc được với ngài. Khi Chu cư sĩ kể bệnh tình của tôi, ngài rất nhiệt tình, rất từ bi, cho ngay đáp án rằng: một, hãy bảo bệnh nhân lập tức bỏ mặn ăn chay. Nếu vừa ăn mặn vừa tụng kinh thì không thể nào đạt được lợi ích. Hai, phải chân thành tha thiết sám hối những tội sát đạo dâm vọng đã tạo trong đời này, đặc biệt là các mối quan hệ tình ái lăng nhăng, phải sám hối triệt để. Ba, phải liên tục quỳ tụng kinh Địa Tạng. Bốn, nếu người nhà, nếu ai bỏ mặn ăn chay cũng có thể tụng kinh Địa Tạng trợ giúp. Cơ hội chỉ có một lần, bảo bệnh nhân ngàn vạn lần không nên bỏ qua, đừng làm lỡ mất cơ hội này. Khi chúng tôi được ngài khai thị như thế rồi,
cả nhà đều mừng rỡ và hổ thẹn. Mừng vì gặp được vị giáo sư cứu tinh chỉ điểm, mạng tôi ắt được cứu. Hổ thẹn là rõ ràng biết mình không nên ăn mặn, đã hiểu rõ tội mình sâu nặng, nhưng lại không chân thành sám hối. Từ lúc được Ngài chỉ dạy rồi, hằng ngày tôi tụng chú Đại Bi Kinh Địa Tạng. Đêm đến, vào buổi khuya yên tĩnh, tôi quỳ trước Phật Bồ Tát, chí thành chắp tay rơi lệ đau khổ thống thiết, sám hối từng tội lỗi mình đã tạo ra trong đời này, kể ra hết những việc mà không ai hay biết. Đồng thời tôi lễ bái Ngài tuyên hóa, cầu Ngài từ bi, gia hộ cứu vớt tôi. Tôi cứ làm như vậy thì chưa đến 10 ngày, vô tình phát hiện ung bướu của mình đã tiêu. Đúng là tật bệnh không cánh mà bay. Phật Pháp quả là quyền diệu vô biên, không thể nghĩ lường. Phật lực cũng di diệu, không thể nghĩ lường. Tôi đến bệnh viện thăm một số bạn bị bệnh. Bọn họ đều xạ trị, nhưng không thể tiêu trừ ung bướu. Bác sĩ khám bệnh cho tôi tỏ vẻ vui mừng và vô cùng kinh ngạc. Các bạn bệnh thấy đều mừng cho tôi, các bạn đạo đều chúc mừng tôi. Giáo sư Quả Khanh, Ngài đúng là bác sĩ tài ba, đã ban cho toa thuốc thần giúp chữa lành bệnh của tôi. Thông qua quá trình phát bệnh và lành bệnh này, tôi đã hiểu rõ và tin chắc rằng lời Phật dạy là chân ngữ, thật ngữ, bất vọng ngữ. Muốn được Phật Pháp từ bi gia trì, ắt cần phải tu đúng pháp, y giáo phụng hành, phải nghiêm trì giới luật, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Chỉ cần đối với những điều mình đã tạo, đã làm trong quá khứ, thành tâm ăn năn, hổ thẹn, sám hối, phát lồ, quyết lòng sửa sai không tái phạm, được vậy mới có thể tiêu diệt mọi quả ương bệnh tật, mới có thể chiêu phúc vô lượng. Giáo sư tôn kính, cảm tạ Ngài đã ban cho tôi mạng sống lần thứ hai. Ngay đây tôi xin thay mặt toàn gia kính chúc Ngài khang kiện trường thọ, gia đình hạnh phúc. Tôi nhất định chăm chỉ tu theo Phật Pháp, nguyện làm người thuần thiện chân chính, thể nghiêm trì giới luật, tinh tiến tu hành, làm một đệ tử đúng nghĩa, xứng đáng trong Phật môn, hầu có thể báo đáp ân Ngài và ân chư Phật Bồ Tát. Ngày 5 tháng 12 năm 2006, Phật tử Trí Tân xin kính thành đảnh lễ. Ha ha ha,